chọn bay đầu tiên thì mình sẽ tô màu đỏ. Tiếp theo mình sẽ đưa vào bóng bay thứ hai. Và bóng bay thứ hai mình sẽ tô màu hồng nữa các bạn. Và trong bức tranh này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quả bóng bay. Giờ mình sẽ tô vào bóng bay thứ hai. Ở bóng bay thứ ba thì mình sẽ tô màu xanh nha các bạn, màu xanh như biển. Mình sẽ tô cả bóng bay thứ tư nha các bạn. Quả bóng bay thứ tư thì mình sẽ tô màu vàng. Thế giờ mình sẽ tô vào bóng bay thứ năm. Bóng bay thứ năm mình sẽ tô màu đỏ. Tiếp theo thì mình sẽ tô cả bóng bay thứ sáu.
Đây là quả bóng bay số 7 nha các bạn. Rồi mình sẽ tô quả bóng bay thứ 8 và cũng là quả bóng bay cuối cùng nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ tô chú mèo. Chú mèo này thì mình sẽ tô màu cam nha các bạn. Như vậy mình đã tô màu hoàn thiện xong bức tranh một chú mèo và chú bóng bay nha các bạn. Các bạn thấy video của mình hay thì hãy đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.